Chuẩn bị coi ai nè. Ai nè. Trời đất ơi, hết hồn tưởng cái gì. Hoài chào mọi người nha. Đang ở vườn rau, vườn hoa, vườn trái cây gì của vườn mình nè. Quay phim lại chút xíu cho mọi người coi chơi nè. Cái nồi xanh, cái nồi tím nè, cái nồi tím nè. Để con quay cây đào miền Nam thôi. Đây. Nó. Con ngồi ngồi gốc xoài cho. Ngồi gốc xoài đi cho cậu Bảo quay phim nè. Nó, cây đào nè. Nó, quay phim kìa. Ê, sửa. Cậu Bảo kêu con kìa. Nguyên cái cây tổ mèo không quay. Đâu? Cái gì? Sao lưng mày á? Mày bắt sáu ngồi lan can kìa. Thấy sao không thấy? Trời ơi! Điện thoại con không bụ. Lại quay con chim nè. Quay con chim cho mọi người coi nè. Cười. Ngang chim nói vô. Nè còn cái này là bông lan nè. Tối rồi. Thôi trời ơi, đừng nhắc ông Long. Nó cũng không có quên ông đâu, đừng có nhắc. Ây da. Không có đi, nó đâu có tốn tiền đâu. Cây chùm vỗ. Ừ đúng rồi, ba sao không nói con quên nữa. Nó cây chùm ruột nè, chất lượng chưa? Quay này cho chị Hiếu coi luôn mới được, đi qua bển. Hiếu mê lắm. Đó, quay dính rồi nè. Hả? Bù lão ngồi không à? Bù lão ngồi. Trời ơi, cái cà ông nội ơi, cái cà bảo chết mẹ, quay dính hả ông à? Long An của miền Tây vậy? Quay clip cho mọi người coi sẵn cho bà chị đang ở nước ngoài coi. Em qua nhà chị em quay nè chị Hiếu.
Nhà đóng cửa em đi đường nào ta? Quay quay up lên cho chị Hiếu coi rồi chứ. Mở cửa đi. Mày mở cửa hết trơn á. Mở cửa, mở cửa. Quay dựng tư cái coi. Mày quay thôi, ở cài mày quay cái gì? Quay làm gì? Quay chơi. Khóa cửa hết rồi. Mở cửa bà. Ôi. Mở cửa. Ba. Ôi. Chuẩn bị coi ai nè. Ai nè. Trời đất ơi, hết hồn tưởng cái gì. Phải. Ủa mấy con cá là tháng nay bự ta. Nè đứa nào nè, nè. Quay phim gì vậy? Em quay phim. Gì vậy? Quay up lên YouTube. Đúng rồi. Thời cười, quay phim nữa. Quay phim nữa. Dạ, nay con làm đêm. Làm đêm mấy giờ mới đi? 9 rưỡi con đi cô ta. 9 rưỡi đi suốt đêm tới sáng. Khoảng 9 giờ 20 vô vô trỏng làm tới 6 sáng. Đi ca ba. Dạ. Quay này đăng lên. Em đăng lên luôn. Gửi cho chị Hiếu coi luôn. Nè. Đang làm gì đây? Đang làm gì vậy? Dạ. Dạ. Win, cười đi con. Bay qua nhà tắm luôn. Nè. Tính quay giường chơi mà giờ nhớ là chị Hiếu quay vòng vòng cho chị Hiếu coi luôn nè. Đó, đỡ nhớ nhà nha, vài năm nữa rồi về. Tết năm nay hả? À? Mơ nè. Năm mới về chứ không có gì sớm. Rồi, đi tiếp nha. Tạm biệt nha. Ủa, Tiêu Út chưa về anh? Chưa. Wow. Thôi đóng cửa đi. Tối rồi, đi có một vòng tới xui ta. Cơm gì Dương Tân? Chưa, mới làm ghe tắm tắm nhựa. Dạ, chở mẹ vô đi đi chơi. Lậu mới làm nè. Bà Sáu nè. Ừ. Ủa,
cái bông giấy nè, bông giấy của con á nha ba. Sao quay cho giữ rồi đeo mua gửi bển tốn tiền đâu có, con up lên trên YouTube á cho bà con nói sớm rồi coi chơi, đi qua quảng cáo nhà sửa điện tử của cô sĩ nữa. Chiều ngày nào cũng vậy thôi, làm công chuyện xong xuôi rồi tập hợp lại chơi. Qua rồi. Qua rồi hả? Qua rồi. Ôi lâu. Nói luôn. Quay ruộng cái coi. Quảng cáo sửa chữa điện tử xỉ nhàn nữa. Đó, rồi ngược rồi, chết rồi. Nè, cũng đòi lên hình đồ nữa. Tập hát tập múa đi, làm ca sĩ đồ. Thôi vô, đi vô. Chỗ này, nhà sửa điện tử của ông anh. Thấy chưa ba sao? À, thôi tạm biệt mọi người nha, quay vòng vòng chơi cho mọi người coi biết nhà của gia đình, vườn cây trái rồi.